lời tâm sự, một câu chuyện kể về chuyện tình của đôi nam nữ tại miền sông nước. Dạ, cùng với lại bài tâm cổ Chợ Mới, tác giả Trọng Nguyễn, với sự trình bày của chị Ngọc Diệp và anh Minh Phương. Dạ, xin mời. Đàn xuống bàn, bàn xuống bàn, bàn xuống bàn.
là đúng.